Tập 8. Cậu phải đòi bọn họ chứ. Mình đòi thế nào? Mình đòi thì người khác lại nghĩ mình keo kiệt tính toán. Cậu không tăng tiện tính toán thì cậu sống thế nào được? Cậu nói xem, sao bọn họ có thể trộm xe người khác chứ? Tại sao lại cứ phải là xe của mình? Xe của mình cũng đâu đáng tiền. Đều tại cái máy tính chết tiệt này. Tại nó cả. Nè cậu bình tĩnh lại đi. Được rồi mà, bình tĩnh lại. Nếu cậu đập cái máy tính này thì cậu phải đền tiền cái máy đó. Làm thế nào bây giờ? Không sao đâu. Cậu nói xem, mình có thể đòi công ty bồi thường xe cho mình không? Nói gì thì nói, mình vì đi làm cho công ty nên mới bị mất xe. Giám đốc Trần ở bộ phận tiêu thụ rất bận rộn với công việc, cho nên anh ấy đã ly hôn với vợ. Cậu nghĩ rằng công ty sẽ bồi thường một người vợ cho anh ấy sao? Tại sao đi lâu như thế mà không quay lại? Tôi còn nghĩ là cô gặp tai nạn chứ. Anh trả tiền cho tôi, nhanh lên. Bình tĩnh đi mà, bình tĩnh đi mà. Chuyện là như thế này Trương Thịnh. Hôm qua mẹ cậu ấy mới mua cho cô ấy một chiếc xe đạp điện. Không phải là anh nói với cô ấy đi đến cửa hàng máy tính để lấy máy tính cho anh sao? Bị mất xe rồi. Vậy thì có thể xác định rằng cô ta ngốc thôi. Anh, tôi nói sai sao? Phố lớn nhiều xe như thế, tại sao không lấy của người khác mà phải là xe của cô chứ? Cô biết cái tỷ lệ nó nhỏ tới mức nào không? Chứng tỏ là người sai không phải là thằng ăn trộm mà là cô. Nếu như không phải là tôi đi lấy cái máy tính cho anh thì xe tôi không bị mất. Nói bừa, chuyện cô mất xe và lấy máy tính không liên quan đến nhau. Kể cả cô không đi lấy máy tính ngày hôm nay, chỉ cần cô lái xe ra ngoài thì nhất định sẽ bị mất. Biết tại sao không? Vì trong lịch đã biết rằng hôm nay cô bị mất xe. Anh, bình tĩnh lại. Bình tĩnh đi mà. Nhưng mà nếu như cô cầu xin tôi thì tôi cũng có thể đại phát từ bi, phổ độ cho cô một chút, giúp cô mua cái xe. Dù gì thì chuyện mua một cái xe đạp đối với tôi cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Anh bị bệnh à? Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải cầu xin anh chứ? Vậy thì không liên quan gì tới tôi rồi. Tạm biệt. Trương Thịnh, Tống Noãn, sao cậu không thể nhượng bộ được vậy? Mình có điên đâu, tại sao mình lại phải nhượng bộ chứ? Tống Đoạn, cậu quay lại đi. Chủ nhiệm Hách. Em gái à, không phải là cô nghĩ tôi đang lợi dụng cô chứ? Không, không phải đâu ạ. Tiền mua mì tôi nhớ còn rõ hơn cô. Tôi muốn trả cô chung một thể. Lần nào cũng phải trả tiền lẻ thì không phải phiền phức sao? Cô sang bên này xem. Cô xem tôi ghi có đúng không? Cô ghi lại như thế rõ ràng quá rồi. Tiền đây này, đếm lại xem. Nhanh cầm đi. Cũng trách tôi sơ suất. Cô còn chưa nhận được lương mà bắt cô lại trả tiền. Lấy đâu ra tiền chứ? Hay là thế này đi, sau này nếu tôi có nhờ gì cô thì tôi sẽ đưa tiền cho cô trước, được không? Được chứ, Dân à. Được rồi, vậy thì hôm nay vẫn như cũ nhé. Không cay, thêm một phần thức ăn. Mau đi đi. Thêm cay, thêm rau thơm. Trương Thịnh, trong sổ của tôi có ghi đây. Anh nợ tôi 2 tô mì, tổng cộng là 48 đồng. Đưa tiền đây. Chỗ này có khoảng 2.000. Thêm cả tiền xe đạp của cô, không cần trả lại. Anh đừng đi. Chỗ tiền này, anh à, người ta đã đưa rồi thì cô cứ cầm đi. Có vấn đề gì sao?
Chủ nhiệm Hách, ngoại trừ việc mua mì cá ra thì chị có thể giao cho tôi việc gì khác không? Tống Đoản à, chuyện của tổng giám đốc làm quá là quan trọng, cô có biết không? Thực tập xin các cô không cần biết làm tốt hay không tốt thì tôi vẫn phải làm lại từ đầu. Cô xem, thời gian đấy tôi tự làm được rồi. Cho nên cô nói xem, tại sao cô lại không thể giống như Trương Thịnh chứ? Cô cứ để 3 tháng này trôi qua một cách vô nghĩa đi. Chúng ta đều sẽ vượt qua thôi. Mọi người đều không sao hết, hiểu chưa? Chúng ta đều ổn cả. Hách Mẫn, tổng giám đốc U, tổng giám đốc U, chiều nay cô đi họp ở chỗ chủ tịch cùng tôi. Dân tôi biết rồi ạ. Bộ phận của tổng giám đốc là nơi rất quan trọng. Tại sao ai cũng bận rộn mà chỉ có mình cô lại cảm thấy mình không bận rộn? Là một người mới bước vào xã hội, tôi hy vọng cô có thể từng bước tạo nên tác phong chuyên nghiệp cho mình. Ai thế? Sao lại nhìn quen nhỉ? Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại xem trộm đồ của người khác? Đồ điên của cô thì có liên quan gì tới tôi? Tôi không có một chút hứng thú nào với nó cả. Anh đi đi. Đáng ghét. Tổng giám đốc Chu, mong ngài bỏ qua cho. Cậu nói xem, đứa nhóc thối tha này đã đem đến cho tôi phiền phức hết lần này đến lần khác. Cậu hãy bảo cô gì mà cách cách gì đó, mau đi xin lỗi người ta đi. Sếp à, chuyện này Chu cách cách vẫn còn chưa luyện được tủ lượng của mình. Để cô ấy đi xin lỗi người ta sẽ thêm dầu vào lửa thôi. Vậy Triệu Tiểu Xuyên bên phòng kỹ thuật, không phải cậu ta biết uống sao? Cậu ta luyện cho cách cách đi. Đã rõ. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ lập tức bắt bọn họ dừng hết công việc, chỉ tập trung vào luyện uống rượu thôi. Cái này, nếu như cậu muốn ở lại bộ phận tiêu thụ thì cậu uống đi. Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Tại sao làm ở bộ phận tiêu thụ nhất định phải biết uống rượu chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi? Quan niệm vẫn còn cổ hủ như thế. Ai mà nóng thế? Giám đốc Trần, tôi đi ngang qua, tiện đây thì gặp hai người. Vừa hay lại nghe được mấy lời này. Giám đốc Trần, cô ấy không phải nói gì anh đâu. Không sao. Nói tôi cũng không sao. Tôi rất thích thẳng thắn của hai người. Nói thật thì trong số những thực tập sinh ở bộ phận tiêu thụ, tôi xem trọng hai người nhất. Nhưng mà vẫn chưa là hoàn hảo, vẫn còn thiếu sót. Triệu Tiểu Xuyên tủ lượng rất khá, tính cách thì không ổn. Chu Cách Cách tinh tường hoạt bát, nhưng mà tủ lượng và hành lý lúc sai đều không ổn. Hai đứa hợp lại thì tốt biết bao. Giám đốc Trần, tại sao làm tiêu thụ ở bộ phận tiêu thụ thì nhất định phải biết uống rượu vậy? Cô nghĩ là tôi muốn uống sao? Nhưng mà không uống thì không nên chuyện. Ai muốn thành công
Thứ nhất, không thể hoàn toàn dựa vào logic của bản thân mình. Thứ hai, có đôi lúc phải ép bản thân mình thì mới có thể đột phá. Dân, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tập. Tôi không uống rượu được nữa. Tôi sắp chết rồi. Tôi sắp đi quá giới hạn của sự sống rồi. Đừng, đừng, đừng. Cách, cách. Không sao, không sao, không sao. Không phải đã nói là tôi không uống được nữa sao? Cách, cách. Triệu Tiểu Xuyên, tôi nói cho cậu biết, tôi cách, cách này không có gì là không làm được. Tôi nói tôi uống được thì tôi uống được. Cậu vừa đến đúng lúc. Không phải cậu là game thủ có tiếng sao? Cậu xem giúp tôi đi. Tôi sáng tạo, cậu thử nghiệm. Chúng ta sẽ trở thành một đôi siêu mạnh. Cậu thấy thế nào? Cái này làm xong rồi tặng thưởng 10.000 đồng. Tí nữa nói tiếp. Cậu giúp tôi chuyện này trước đi. Nào, xem cái này đi. Cố lên Tống Noãn. Gì thế? Cậu muốn làm phim hoạt hình à? Không sai. Đây là thứ Tống Noãn đã vẽ đó. Cô ấy muốn biến nó thành phim hoạt hình. Cô ấy không tiện tới tìm cậu, nên đã bảo tôi tới tìm cậu. Được rồi. Đúng rồi, tôi còn có việc. Ngồi đi. Ngồi đi. Sao vậy? Tôi lo quá. Cậu nói đi, nếu như con người có được siêu năng lực, ví dụ như ngàn chén không sai, thì làm sao để đưa năng lực này cho người cần nó hơn chứ? Cậu nói xem, con người ấy mà, nếu không ép bản thân mình thì đúng là không biết bản thân ưu tú biết chừng nào. Câu nói này đúng là không sai tèo tẹo, nhưng cũng không thể ép con người ta vào chỗ chết được. Cậu nói đúng không? Tôi nghĩ đã hết chuyện chưa? Hết rồi. Nếu nói xong rồi thì mau làm việc đi anh hai. Tôi còn đang đợi này. Mau mau. Mau đi. Vội đến thế sao? Cái gì mà cố lên Tống Noãn yếu chứ? Yếu cái gì thế? Cái này cậu không cần biết. Cậu cứ làm đại là được. Sau đó thì dạy tôi làm sao để thêm chữ. Tôi dạy cho quấy là xong. Được rồi. Tôi mạo muội hỏi cậu một câu. Cậu đang làm cái gì thế? Đến giờ tôi phải massage tuyến dịch lympha. Anh hai dạy cậu cách sống. Để cậu sống đến 120 tuổi. Cậu có sức khỏe không thế? Mau đi làm đi. Tôi còn đang chờ đây. Vội cái gì chứ? Tôi còn chưa làm xong hoạt động thiên mao kia kìa. Cậu biết không? Còn cả cái trò chơi đang phát triển nữa. Phải làm cho bằng xong. Cậu đừng sốt ruột. Tôi còn phải xử lý việc giám đốc Trần giao. Xong xuôi hết tôi sẽ nhanh chóng xử lý giúp cậu. Cậu về trước đi. Đi đi mà. Không phải. Đi trước đi. Về trước đi phải tin tưởng anh em chứ. Phải nhanh chóng xử lý đó. Được rồi. Nhớ gửi cho tôi. Tạm biệt. Tìm gì thế? Liên quan gì đến anh? Anh làm gì vậy? Làm gì thế? Anh đừng qua đây. Để xem. Để tôi xem. Anh đừng xem. Để tôi xem mà. Nào nào. Chủ nhiệm Hách. Chủ nhiệm Hách. Nam thần. Làm gì thế? Sao trông giống tổng giám đốc Uông thế nhỉ? Bỏ ra. Không phải cô yêu thầm anh ta đó chứ? Ai yêu thầm anh ấy hả? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Tôi nói gì à? Tôi nói là tôi nhìn thấy hết rồi. Cũng cảm nhận được luôn. Nhìn thấy gì? Cảm nhận gì chứ? Trương Thịnh, anh làm ra thứ này phải không? Tranh minh họa đẹp đó chứ. Không thể để uổng phí. Uổng phí gì chứ? Anh mau xóa đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ tính sổ với anh. Cứ làm đi. Cứ nổi điên đi. Tôi thích bộ dạng nổi điên của cô lắm. Nào nào. Anh. Tôi. Nào. Làm gì thế? Tắt máy à? Tắt máy thì người khác sẽ không biết sao? Việc hợp tác với tập đoàn CM thảo luận thế nào rồi? Cũng rất thuận lợi. Theo những gì bà phân phó, mối nguy cơ đối với công ty chúng tôi không dám tiết lộ điều gì cả. Chỉ là một sự hợp tác bình thường. Lần hợp tác này ở Mỹ, tôi đã đem kỹ thuật tiên tiến nhất trình bày với John Ford. Tất cả bọn họ đều có biểu hiện vô cùng thích. Nhưng nếu như muốn hợp tác với họ, trước mắt phải đưa ra một quyết định khó khăn. Có điều giấy không gói được lửa.
Alo, chúng tôi từ Nhật báo Kinh tế Tài chính. Chúng tôi nhận được tin nói rằng kỹ thuật tiên tiến của quý công ty vẫn chưa tìm được đối tác, nhưng hiện tại tập đoàn Phong Hoa đang xảy ra vấn đề. Xin hỏi chuyện đó có thật không vậy? Chuyện loại bị đặt vô căn cứ này tôi thực sự không biết. Tôi nói cho cậu biết, công ty chúng tôi mọi thứ đều vận hành rất tốt, có thể nói rằng đang phát triển thịnh vượng như trước đây. Tạm biệt. Cậu xem đi, chuyện tốt chưa ai hay, mà chuyện xấu lại truyền ra ngoài rồi. Chúng ta phải nhanh chóng xác định đối tượng hợp tác mới được. Tôi hiểu rồi. Tống Noãn, cô Kim. Cháu đi đâu thế? Cháu phải đến xưởng in. Cô có chuyện muốn nói với cháu một lát. Thế này đi, cháu ngồi xe cô đưa cháu đi. Vừa đi vừa nói chuyện nha. Được rồi, chỉ cần ngồi vào ô tô, cứ chần chừ như thế chẳng làm được gì cả. Nào ngồi đi. Đi thôi. Xin lỗi cháu, cô nghe điện thoại nhé. Alo, mẹ à. Mẹ ở đâu thế? Hiện giờ mẹ đang họp. Về nhà nói chuyện sau nha. Tạm biệt. Tiểu Tống, gần đây công việc có bận không? Cũng được à. Này, Triệu Tiểu Xuyên, cậu nói xem, có phải cô gái đó đã có giả tâm không? Đừng ăn nữa. Từ đầu tôi đã nhìn ra cô ta bản chất chó săn rồi. Tôi vừa nhìn thấy cô ta lên xe của mẹ tôi thì liền gọi ngay cho bà ấy. Nhưng ngay cả bà ấy cũng không thừa nhận. Cậu nói xem có phải có vấn đề rồi không? Gần đây Trương Thịnh biểu hiện thế nào? Anh ấy, anh làm gì thế? Từ nay về sau tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm như thế. 3 tháng tới hai chúng ta sẽ sớm tối bên nhau. Cô ơi, hay là cô cho cháu xuống ven đường đi ạ? Câu hỏi của cô khiến cháu khó xử như vậy sao? Cháu đừng lo lắng, cứ nói thẳng là được. Con trai cô còn hiểu hơn cháu. Cậu nghĩ xem cậu đối xử với cô gái như vậy có thỏa đáng hay không? Tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi. Cậu có phải là anh em của tôi không hả? Nếu còn là anh em thì cậu nên đứng về phía của tôi vô điều kiện mới phải. Bây giờ thì cô ta mách lẻo về tôi. Trương Thịnh ở đấy, anh ấy có tài năng và cá tính riêng. Nếu như cho anh ấy làm việc thuộc về lĩnh vực của mình, chắc chắn anh ấy sẽ phát huy rất tốt. Có điều ở bộ phận tổng giám đốc có lẽ vẫn chưa phải là không gian để anh ấy phát huy. Cháu đúng là cô gái rất tốt. Những gì con nghe được đều là những nhận xét tốt đẹp về nó. Vừa rồi cháu nói nó làm việc ở đâu? Bộ phận tổng giám đốc. Chẳng phải nó làm việc ở bộ phận tiêu thụ sao? Triệu Tiểu Xuyên, cậu còn ăn nói như thế nữa, tôi cho cậu biết, cả đời này cậu đừng hòng động đến cẩm nang cô gái. Mấy lời vừa rồi chúng ta xem như xé bỏ. Bắt đầu lại nào. Từ nhỏ đến lớn tôi đây ghét nhất loại con gái mách lẻo với giáo viên sau lưng người khác. Đối với loại như thế, chúng ta gặp một lần là xử một lần. Đúng thế. Vậy cẩm nang thì sao? Ở đây nè. Ở đâu vậy? Lục cái gì? Tìm cái gì hả? Tôi nói là tôi đó. Tôi chính là cẩm nang. Nhìn tôi xem, có nhìn ra gì không? Không nhìn ra sao? Cậu không cần phải đẹp trai như tôi, nhưng phải trông thật ngầu. Chính là COOL đó. Cái này tôi hiểu. COOL, cái này nếu là danh từ nghĩa là bầu không khí mát lạnh sảng khoái. Tính từ nghĩa là xuất sắc, sảng khoái, điềm tĩnh. Nó còn gọi là động từ nữa. Nó có nghĩa là khiến cho thứ gì đó trở nên yên tĩnh. Cậu nghĩ tôi nên chọn nghĩa nào? Xuất sắc, yên tĩnh. Là xuất sắc, yên tĩnh sao? Cậu xem lại mình, xem lại mình đi. Cậu mặc cái áo bông cũ kỹ, mang cặp kiến, tóc tai thì thế này, có ngầu chút nào không hả? Thế này đi, từ ngày mai trở đi, cậu dựng lên như thế này, bỏ mắt kiến đi, đeo kính sát tròng vào. Đúng thế, như vậy mới ngầu nè. Hiểu chưa? Phải ngầu, tóm lại một câu, phải phá cách, phải trung người lên. Trung người sao? Nói ít thôi, được chứ? Cậu tự rèn luyện đi. Trung người hả? Trung người sao? Ngầu. Xin
lỗi, tôi đi nhầm. Cách cách. Triệu Tiểu Xuyên. Cậu làm sao thế? Cậu đeo kính đen thế kia. Tới tối rồi, cậu đóng giả Dương Gia Vệ sao? Nhìn áo của cậu kìa, chuyện gì vậy? Trông cậu quê chết đi được. Nhìn đầu tóc kìa, kiểu gì thế không biết. Này anh đẹp trai, cậu vừa sờ nhầm công tắc điện đó hả? Này anh, bị điện giật rồi phải không? Không có. Vậy xương cốt cũng có vấn đề rồi sao? Không có. Triệu Tiểu Xuyên, cậu nghiêm túc chút đi. Tối nay cậu uống nhầm thuốc rồi phải không? Cách cách, cậu có thấy tạo hình của mình hôm nay có chút phá cách không? Có chút ngầu và đẹp trai hơn không? Anh đẹp trai, tôn nghiêm đối với một người đàn ông mà nói thật sự rất quan trọng. Tôi thật sự không muốn tổn thương cậu được không? Chúng ta cùng uống rượu có được không? Xin lỗi, mình chưa đeo mắt kính. Không phải, không phải. Này này, tôi uống rượu, cậu căng thẳng gì chứ? Chuyện đó cách cách, hôm nay mình có một chuyện muốn nói với cậu. Nói đi. Vậy mình nói nha. Cậu nói đi. Cách cách, thực ra mình muốn nói với cậu. Nhất định cậu đừng căng thẳng nha. Tôi có căng thẳng đâu, cậu cứ nói đi. Hiện giờ tôi rất sốt ruột. Chúng ta bắt đầu lại đi. Làm lại từ đầu. Cách cách, mình có lời từ đáy lòng, giấu trong lòng đã lâu lắm rồi. Hôm nay mới quyết định nói với cậu. Mình muốn, mình muốn, mình, trời đất, mình thấy cậu nhất định sẽ luyện được thủ lượng tốt. Mình rất có lòng tin ở cậu. Cậu bị sao thế? Mất sổ gạt sao? Cách cách. Cách cách, cậu không nhớ gì hết sao? Gì chứ? Không phải hôm qua sau khi cậu uống nhiều, cậu không nhớ chút gì à? Đúng rồi, tối qua tôi uống nhiều quá. Sao vậy? Khán giả bên này, nhìn tôi biến 72 phép thần thông đi. Triệu Tiểu Xuyên, tại sao cậu lại không vỗ tay? Tại sao cậu không vỗ tay? Cách cách, tại sao cậu không vỗ tay? Không vỗ tay hả? Tại sao vậy? Rất thục nữ. Thật không? Thục nữ lắm. Rất thục nữ. Hay quá. Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục tiến lên, tiếp tục luyện tập, củng cố thành quả thắng lợi của chúng ta. Giỏi quá. Cách cách, mình cảm thấy không cần luyện nữa đâu. Cậu đã qua cửa rồi. Cậu rất giỏi, thật đó. Cậu rất giỏi, thật không? Cuối cùng tôi đã báo cáo nhiệm vụ được rồi. Cách cách, mình... Việc này... Mục tiêu năm ngoái của công ty CM chúng ta năm nay đã hoàn thành rồi. Kế hoạch năm nay chính là tiếp tục thay đổi dựa trên nền tảng đã ổn định, trên cơ sở duy trì sự ổn định, cộng thêm tiến độ phát triển nhanh của doanh nghiệp. Vì để phối hợp cuộc họp hôm nay về kế hoạch tiêu thụ, chúng ta còn cập nhật trang chủ trang web chính thức của chúng ta. Chúng ta hãy xem một chút. Chuyện gì vậy? Không phải, chuyện này là như thế nào? Đây chính là trang web chính thức sao? Tống Noãn. Đây là trang web chính thức của công ty. Họ hack trang web chính thức của chúng tôi như thế. Đúng là quá hoang đường. Nhìn giống tổng giám đốc Uông vậy. Tống Noãn là thực tập sinh sao?
Việc này quá quan đường rồi. Chuyện này rõ ràng chính là do đám thực tập sinh làm. Gọi bọn họ đến kiểm tra hết. Đám thực tập sinh này chỉ biết phá hoại mà thôi. Đúng là vô dụng. Không ai thừa nhận thì đuổi việc toàn bộ. Dân, tôi không tin không quản nổi bọn họ. Đây là đoạn hình ảnh cắt từ trang web chính thức của công ty sáng nay. Người thiết kế trang web của công ty chúng ta đang gấp rút phục hồi lại. Tôi muốn biết đây là kiệt tác của ai trong các bạn. Nói đi chứ, sao bây giờ không lên tiếng nữa rồi? Thật không ra sao. Thật không ra sao cả. Các người vẫn chưa làm ra bất kỳ cống hiến nào vì công ty cả. Các người bây giờ còn dám hack trang web của công ty, dám làm cho mặt mũi của CEO chúng ta, dám bôi nhọ mặt mũi CEO của chúng ta. Nói đi, chuyện này là do ai làm? Do ai làm? Tống Noãn, cô nói đi. Chuyện này cô không khỏi liên can đâu. Tôi không biết. Chuyện này đã xác định được tính chất của vấn đề rồi. Không phải là chơi không, mà là ác ý bôi nhọ hình tượng công ty. Cấp cao của công ty đã quyết định, nếu như hôm nay không có ai thừa nhận, toàn bộ 21 thực tập sinh đều bị đuổi hết. Đuổi việc toàn bộ sao? Rốt cuộc là ai vậy? Đứng ra nói một lời đi. Đừng làm liên lụy người khác. Đúng vậy, tôi không muốn gánh thay ai đó mới quả xui xẻo nào đâu. Tôi cũng không cho phép tự người ta muốn thú tội mà. Cô nói lung tung gì vậy? Ai hãm hại Tống Noãn? Mau đứng ra nhận tội đi. Dám làm thì dám nhận chứ. Là ai vậy? Ai mà biết chứ. Dám làm mà không dám nhận sao? Đúng vậy. Dừng lại. Dừng lại đi. Các người làm gì vậy? Các người có biết chuyện này rất tồi tệ không? Rất tồi tệ. Chuyện như thế này trong lịch sử của công ty CM chúng ta trước giờ chưa từng xảy ra. Chưa từng xảy ra đâu. Các người nghe thấy lời giám đốc Trần nói chưa? Đuổi việc. Đương nhiên phải đuổi việc rồi. Một phút. Tôi cho các người một phút. Nếu trong vòng một phút vẫn không có ai dám đứng ra gánh vác trách nhiệm, đuổi việc toàn bộ. Tống Đoản, chuyện này 8 phần là do Trương Thịnh làm. Cậu nhất định đừng vạch trần anh ta đó. Luật bất trách chúng. Họ sẽ không đuổi việc tất cả bọn mình đâu. Chuyện này là do tôi làm. Chuyện lớn như thế này cậu làm được sao? Là do tôi làm, đuổi việc tôi đi. Quạt hình là do tôi vẽ. Cái đó cũng là do tôi ép. Hơn nữa hack trang web công ty là do tôi tìm cao thủ. Anh nghe thấy chưa? Anh nghe thấy chưa? Giám đốc Trần có kế hoạch, có mưu tính trước. Trương Thịnh, cậu còn dám mời hacker trang web từ bên ngoài sao? Các vị lãnh đạo, tôi kịch liệt đề nghị ngay bây giờ lập tức đuổi việc Trương Thịnh. Cậu còn gật đầu. Tôi nói cậu biết, Triệu Tiểu Xuyên cũng chạy không thoát đâu. Cậu ta là đồng lõa với cậu. Đuổi việc hết. Chuyện này toàn bộ đều do một mình tôi gây ra. Muốn đuổi việc thì đuổi một mình tôi thôi. Cô làm gì vậy Tống Đoản? Tôi lấy làm lạ đấy. Ý cô là sao?
Cô chơi hiện trường bây giờ chưa đủ loạn đúng không? Cô trao quy cấp trên với chúng tôi đúng không? Tốt quá rồi, đương nhiên phải đuổi việc cô luôn. Còn có ai? Hôm nay cùng nhau nhảy ra đi, đỡ phải sau này lãng phí thời gian. Đứng ra đi. Tôi tuyên bố tất cả những người có liên quan đến hoạt hình này đuổi việc toàn bộ. Trong chuyện hoạt hình này còn có tôi. Có phải ngay cả tôi cũng bị đuổi việc luôn không? Tổng giám đốc Uông, tôi không phải có ý đó. Ba người các bạn rất dũng cảm. Nhưng tôi muốn biết tại sao các bạn lại làm chuyện này? Tại vì tôi ghét Tống Noãn. Nhưng mà bản gốc hoạt hình là do cô ta tự vẽ, bởi vì cô ta thích anh. Trương Thịnh, anh nói dớ dẫn. Tổng giám đốc Uông, tôi có thể chứng minh Trương Thịnh cô ấy nói lung tinh. Bản gốc tôi xem rồi, là Tống Noãn vẽ một mình tổng giám đốc Uông. Những cái khác đều là do cô ấy thêm vào thôi. Cậu bệnh hả? Cậu làm gì vậy? Không phải, tôi chỉ là nhìn không quen mắt khi bắt nạt phụ nữ. Ai bắt nạt phụ nữ? Tổng giám đốc Uông, đuổi việc cô ấy đi. Đúng là làm loạn. Đám 9X này xem công ty thành nơi giải trí rồi. Tôi thật chịu đựng đủ rồi. Tôi đề nghị không giữ một người nào cả, đuổi việc toàn bộ. Vốn dĩ năm nay không nên tuyển bọn họ, đúng vậy? Trước mắt hãy dừng chuyện này lại. Nó không phải tạo ra tổn thất nào cho công ty. Đối với thanh niên, người lớn chúng ta không nên hà khắc như vậy. Đuổi việc là giải pháp dễ nhất, đơn giản nhất, khắc nghiệt nhất. Thật ra chủ ý cả giám đốc Trần và Hoàng Hiểu Phong cũng là nghĩ từ một phương diện khác, cho các bạn tiếng chuông cảnh tỉnh. Thời gian thực tập thực ra chính là thời gian nối kết giữa nhà trường và xã hội. Lúc các bạn có thể sẽ cảm thấy oan ức, cảm thấy người trưởng thành trên thế giới này đối với các bạn yêu cầu quá cao. Nhưng trên thực tế, các bạn cũng phải nhanh chóng hoàn thành việc cai sửa trên phương diện quản lý. Không thể cứ xem bản thân mình là đứa trẻ. Chỉ có như thế mới được như ý, mới không lãng phí giai đoạn thực tập đáng quý này. Trương Thịnh, cậu chịu phạt đi. Tôi nhớ lúc tôi phạm lỗi sai, một lần nhiều nhất đã viết 200 bản kiểm điểm. Sức ảnh hưởng của cậu tương đối lớn. Vậy thì 300 bản đi, cần phải viết tay. Đúng rồi, Triệu Trữ Xuyên. Đúng ạ, cậu là tổng phạm. Theo lý mà nói cũng phải viết 150 bản. Nhưng tôi thấy cậu không có khả năng viết trời cho. Hay là thế này đi, cậu nộp một bản phương án thiết kế hoàn toàn mới về giao diện của trang web công ty chúng ta, coi như là lấy công chuộc tội đi. Điều tôi thấy khó hiểu, chuyện này cho dù xét thế nào, cô cũng là người bị hại, tại sao cô lại phải đứng lên? Trong trang Weibo của tôi có hơn 500 vạn fan hâm mộ. Nếu như mọi người tiến một bước giao lưu với tôi sẽ không để ý có thêm 20 người các cậu. Hơn nữa tôi đã hứa, tôi nhất định sẽ theo dõi mọi người. Thật vậy sao? Thêm bao đi. Từ từ thôi, từ từ nào, đừng chen nhau. Tôi quét xác nhận Weibo của anh một chút nhé. Tôi có xác nhận Weibo sao? Anh ấy nhất định sẽ theo dõi tôi. Thêm tôi đi, từng người thôi, từ từ thôi, thêm tôi đi. Chuyện gì xảy ra với Uông Tư Diễn thế? Đều có thể khiến nó thành một cơ hội nổi bật. Tôi cũng phục luôn. Anh xem điệu bộ đó của anh ấy kìa, cứ như bản thân là diễn viên vậy. Ánh mắt của đám thực tập sinh cứ như nhìn thấy thần tượng vậy. Mấy năm nay, người làm được việc lại không được coi trọng, chỉ có mấy người sống an nhàn lại được hâm mộ. Được rồi, sếp à, chúng ta đừng tức giận nữa. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm chứ. Tôi không thể ngồi cùng một bàn ăn với mấy loại kia. Bữa nay tôi không ăn. Nè đừng, sếp à, làm thế thì quá lũ liễu rồi.
Trương Thịnh, tìm nơi viết kiểm điểm à? Đúng vậy, ngồi đây viết đi. Viết được mấy bản rồi? 10 bản rồi. Cũng nhanh đấy nhỉ. Viết xong thì đặt trên bàn làm việc của tôi là được. Được rồi. Tổng giám đốc Uông, giám đốc Trần, xin lỗi ạ, để hai anh phải chờ lâu. Không sao đâu. Tổng giám đốc Uông, Lan Giới Cải Tâm hôm nay anh muốn không có ạ? Cũng được, chỉ cần có món chay là được rồi. Giám đốc Trần, hôm nay tôi chọn cho anh khoai tây hầm thịt bò và gà xào sả ớt ạ. Được rồi, có thịt là được. Cảm ơn nhé. Hôm nay có cái gì ngon là mẹ tôi nấu à? Không phải à? Là bà chủ đặc biệt đặt ở Đông Bắc cho cậu. Chắc chắn không phải rồi. Chị còn thực sự trả lời tôi. Tổng giám đốc Uông, Lan Giới và Cải Tâm hôm nay anh muốn không có à? Tôi đã chọn cho anh qua lan tây và mướp xào trứng. Cũng được, chỉ cần có món chay là được rồi. Hôm nay tôi chọn cho anh khoai tây hầm thịt bò và gà xào sả ớt à? Được rồi, có món thịt là được. Chị Quách, tôi hỏi chị một chuyện. Chị nói xem, một người ăn đồ chay, cho anh ta ăn thịt, sau đó một người ăn thịt bảo anh ta ăn chay, hai người đó sẽ thế nào nhỉ? Người ăn chay không được cho anh ta ăn mặn. Người ăn chay đã đa số theo đạo Phật. Chuyện này sẽ khiến người ta trở mặt. Sẽ trở mặt, đúng. Được. Tống Đoản, cùng tôi đi một vòng quanh tầng của các cô nhé. Xem thiếu cái gì không. Bên phía bộ phận hậu cần muốn đăng ký đấy. Được rồi, đi nào. Đi thôi.